Lô, anh em đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chỉ con cô gái đi chú đơn giản đấy con ơi, chú bảo này. Chú nói cho mà nghe này, để chú nói cho mà nghe này con này. Cô gái đơn giản thôi, các con sẽ chỉ cần những yếu tố sau đây. 1. Đẹp trai. 2. Nhiều tiền. 3. Là có trái tim thôi các con ạ. Đơn giản thôi mà. Đến lượt mình rồi anh em ạ. Thăng. Đến lúc chúng ta cần thăng rồi. Bay thẳng vào trong này. Thôi. Quá rồi. Quá rồi. Đậu xanh đấy hiểu sao mình chơi ngáo vậy. Vãi rồi. Đã tự hứa với bản thân rằng bao nhiêu lần rồi, cái gì cũng phải vừa phải thôi. Mình kéo căng quá anh em ạ. Bây giờ lại chạy bo lên sấp mặt. Đậu xanh ngáo vãi rồi. Rồi. Ui, cái gì đấy, tìm nào đấy, gắt thế. Anh em lên, chiến nó thôi. Ui, thế đích nào nhóc em ơi, từ. Ui, thôi, gạt nhóc rồi. Má, tìm nào căng thế. Sao tìm mới vào à, tìm mới bay vào à. Chị lão đây này. Số 3, cẩn thận em ơi. Anh kia đây một đích chưa. Má, liệu hồ nhá. Mấy đứa vậy, liệu hồ nhá. Ui, mấy đứa cơ. Vãi cả trưởng. Làm sao đấy. Ui em ơi, vào đây cứu anh phát này. Ok, clear chưa? Wow, quá nhanh và quá nguy hiểm. Không cần chân hay mà chúng ta vẫn cần ghi điểm. Đúng rồi, bây giờ còn có hai đứa là không gái được nữa rồi anh em ạ. Hai đứa bây giờ chỉ có đi cắn trộm cho nó thôi. Bây giờ tôi sẽ đi giúp này rình chói là quần què đấy, bất cứ một cái phương pháp chơi bẩn nào để có thể đi cắn trộm cho nó. Thế thôi, bây giờ tôi với Zip sẽ hai anh em rủ nhau đi cắn trộm bằng cách là trang bị giảm thanh vào đấy. Là đi, rỉa, anh em tưởng tượng là mấy con cá ra mà rỉa mấy con cá mập đấy anh em ạ. Đấy, không sao, anh em yên tâm, không sao, với cao sẽ khỏi mà. Cái gì, bố anh không xem like nữa à anh? Đấy, con FK Hương tụi gì nói, bảo là chào bố chồng, thôi nha. Chắc giờ này bố anh đi ngủ rồi. Làm sớm chắc đi ngủ rồi. Bye bye chú à. Ok bye bye cháu. Wow, chú yêu snỏ đấy, top 1 à. Thôi con này. Ôi 4x nãy chưa lượm. Vãi nổi ngáo thế, 4x lại không lượm. Bây giờ vẫn đang xài cái 2x này. Ui, anh ngáo vãi nổi ra em ạ. Anh ngáo vãi nổi ra em ạ. Ok, cũng được. Ui, chân này còn ghế mày. Trước mặt anh nha. Tà đá. Mày đây. Ui, mấy đứa cơ. Câu này cũng có người này. Quân que. Nốc rồi nha. Clear. Những đứa nốc, đang nốc clear hết. Một đứa xong một keo nữa. Bên này. Một đứa năm. Em ơi, phía nào. Một đứa năm. Qua đây hỗ trợ anh Phan này. Xếp một keo nữa rồi này. Không, bên đây có thằng. Rồi hay lắm. Thế bây giờ quất thằng nào? Nhanh anh em rõ ràng với nhau nữa. Cái nó chạy này, cứu nhau à? Wow, cứu nhau à? Nốc rồi nhá. Quần què đấy, hình như chỗ này nó chạy rồi. Đánh qua nào. Không, có. Tả đá này nó chạy rồi sao ạ? Nó chạy rồi, đây rồi. Quân que cho nó chứ, ui, mày liệu hồ nhá. Hơi bị gắt rồi nhá, chúng mày động nhầm tim của kẹo rồi, chúng mày xanh mộ rồi nhá. Ui, thằng nào chơi, chơi adup đây. Ui, hơi bị vãi lúa em ơi, đừng qua. Ui, bây giờ bên cầu cũng có dã man nhờ. Vãi nồi, căng thế. Em ơi, số 3 chạy cẩn thận hỗ trợ anh phát nào. Có một keo không? Chạy lên cái phía đập thủy điện ấy. Căng vãi nổi, chả dám lên pha này. Bây giờ anh em còn mỗi hai đứa chơi kiểu chơi game căng vãi nổi ra các cháu à. Các cháu ơi, chúng ngại đến đây rồi. Đây rồi, chúng móc chết mẹ chúng nó luôn. Đây rồi, có người này. Đậu xanh này. Đây, chú đây con này. Ui, chúng nó cứu nhau này em ơi. Vãi nổi rồi. Chúng mày liệu hồn nhá. Rồi, ok. Lia em ơi. Ê, Zip ơi, lên xe anh chở này. Không chơi anh nghèo, lên xe anh đèo em. Zip ơi. Đây. Anh gáy to vỡ lở. Làm sao đã bảo rồi, đứa nào gáy lại chú Ngạn hả?
lên xe em rời vô em rời lắc ạ. Thì thoải chắc là game mà lắc ấy. Lắc không thấy đừng vô. Rồi bên trên này cẩn thận nhá. Đếm điểm danh xem mấy đứa. Từng đừng nhảy xuống vội nhá. Ui chạy em ơi, chạy em ơi. Rồi tao được một đứa rồi. Ok hay lắm, dựng một keo. Được rồi. Em ơi đứng đây đây, đứng đây đây, chờ nó xuống. Một đứa đẩy lên này. Cắn hết, xuống dưới rồi à? Ui, đông lắm em ơi. Chạy em ơi. Bây giờ chạy thôi. Anh ở đây phát. Cắn lắm, một team squad cơ em ơi. Vãi thần hồn mày. Móc lại thằng phía sau. Mày chết này. Má mày liệu hồn nhá. Nghĩ sao vậy, bên trên còn người à? Nó clear từ kia chưa? Clear rồi à? Còn. Vãi rồi. Mày liệu hồn đi, lên bản đi, bên trên còn người. Đứng đại chỗ này đi em ơi. Em ơi. Vãi trưởng rồi, đây, cứu anh. Dã man hết. Chạy nha mày. Cuốn máu anh canh cho. Cuốn máu chưa, cuốn đi anh canh cho. Có. Nó có lựa chọn xuống à? Ok, vô tư đi. Phía sau không ai đấy, cuốn phun máu đi em ơi. Bên trên nó đã còn mấy team dã nhau cơ. Có vẻ hơi vãi trưởng. Ui, từ em ơi, cho nó gãy. Rồi, hai. Đội hình ok rồi, hai rồi em ơi. Một đứa ở ngay trên này. Còn que nữa chứ. Một đứa đang ngồi ở trên đấy. Và nó bên này em ơi, nó đang canh anh này. Vãi nồi, để nó canh anh thế này. Rồi ok. Ui, what? Rồi ôi, vãi cả nồi. Thanh niên giúp nhà, cái thằng bạc này nó top 1 đấy.